Của mở khóa iPhone tội phạm. Sau lùm xùm cách đây 4 năm, FBI tiếp tục gửi yêu cầu Apple trợ giúp mở khóa iPhone của nghi phạm vụ nổ súng. Lần này chiếc iPhone thuộc về Mohammed Saed Al-Samrani, tay súng trong vụ tấn công căn cứ hải quân Pensacola. Lấy được dữ liệu trên chiếc iPhone này sẽ giúp điều tra vụ án, FBI nói trong thư gửi Apple đầu tuần này. Cục điều tra Liên bang Mỹ cũng cho biết nỗ lực đoán mật khẩu chiếc iPhone đã không thành công. Mohammed Saed Al-Samrani có quốc tịch Ả Rập Saudi. Tay súng này đã bắn chết 3 người tại căn cứ hải quân Pensacola hôm mùng 6 tháng 12 năm 2019. FBI cho biết đang cố xác định bằng cách nào An Samrani mua được súng. Những người có quốc tịch nước ngoài không được sở hữu súng tại Mỹ. Dữ liệu trên iPhone được cho sẽ giúp FBI xác định điều này. Tổng cố vấn FBI Dana Boente, người ký thư gửi Apple cho biết, cơ quan này đã nhờ cậy nhiều chuyên gia và đơn vị trong ngành nhưng không mở khóa thành công iPhone. FBI nói đã được tòa án cho phép mở khóa iPhone, nhưng nếu không có sự trợ giúp của Apple, việc này không thể thực hiện. Về phía Apple, nhiều khả năng hãng sẽ từ chối. FBI và Apple từng lôi nhau ra tòa sau khi công ty của Tim Cook từ chối mở khóa chiếc iPhone của tay súng trong vụ thảm sát San Bernardino cách đây 5 năm. Sau đó FBI đã phải nhờ tới bên thứ ba mở khóa iPhone. Có tin FBI đã phải chi hơn 1 triệu đô la Mỹ cho việc này.